Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang đứng tại khách sạn Hilton và chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng đến với buổi hội thảo có tên gọi Trải nghiệm công nghệ thẩm mỹ đến từ tương lai và chứng kiến lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai đơn vị Thẩm mỹ viện Bác sĩ Điền và Bệnh viện Đông Đô. Từ sớm, rất đông khách hàng đã có mặt tại địa điểm diễn ra hội thảo. Điều này chứng tỏ sức hút vô cùng lớn từ thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu thủ đô, thương hiệu thẩm mỹ Dr. D. Bên cạnh các khách mời, hội thảo có sự tham dự của đại diện đến từ Bệnh viện Đông Đô, ông Hoàng Trần Dũng, giám đốc điều hành, ông Nguyễn Thế Sơn, giám đốc chuyên môn. Về phía Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Điền có sự hiện diện của Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hữu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Nguyễn Cẩm Nhung, giám đốc điều hành. Sau 9 tháng hoạt động, lượng khách hàng đến với thương hiệu Dr. D đã tăng hơn 300%. Do vậy, để đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng, Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Điền quyết định mở rộng dịch vụ, nâng tầm thương hiệu bằng việc ký kết hợp tác cùng Bệnh viện Đông Đô. Đây sẽ là xu thế mới trong việc phát triển lĩnh vực làm đẹp an toàn và hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong hội thảo, Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hữu Điền đã chia sẻ những thông tin vô cùng hấp dẫn về phương pháp gây mỡ tái tạo các đường nét trên gương mặt một cách hoàn hảo, đẩy lùi lão hóa và công bố áp dụng phương pháp thẩm mỹ không đau. Không ít khách hàng đã từng được Bác sĩ Điền tân trang diện mạo cũng tới tham dự hội thảo để giao lưu và chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân. Mình đã là khách hàng của Bác sĩ Điền được 3 năm rồi. Và cách đây 3 năm là lần đầu tiên mình cũng là lần đầu tiên mình đi thẩm mỹ, mình nâng mũi. Sau đấy thì vài tháng sau thì mình quyết định là rụng cằm. Lúc mà mình tháo băng ở phẫu thuật mũi ra, mình đã hết sức ngạc nhiên. Mình cảm thấy như nhìn vào trong gương là một con người hoàn toàn khác vậy. Mình thích nhất là khi mà làm xong thì không nhiều người nhận ra là mình phẫu thuật. Tức là các nét rất là tự nhiên, đặc biệt là mũi. Mình chỉ nâng cao vừa phải phù hợp với cả khuôn mặt của người châu Á thôi. Và nếu mà mình không nói ra thì mọi người sẽ không biết là mình nâng mũi. Ngoài ra, Bác sĩ Điền cũng dành thời gian trực tiếp trả lời những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng về các hình thức thẩm mỹ được ưa chuộng nhất hiện nay, đặc biệt là công nghệ gây mỡ tiên tiến. Phần tiếp theo cũng là phần sôi động nhất được nhiều chị em mong đợi, chính là phần giúp thăm trúng thưởng. Giải thưởng là 10 voucher gây mỡ miễn phí 100%, trị giá 20 triệu đồng. Tham gia hội thảo rất ít khi là mình may mắn bốc thăm mà được phần thưởng ấy. Thì hôm nay thực sự là mình cảm thấy rất là vui và ngỡ ngàng ấy, không nghĩ là mình con số của mình lại may mắn mà được nhận một phần quà giá trị lớn như thế. Thì voucher trị giá phiếu quà tặng dịch vụ cấy mỡ khoảng 20 triệu. Cuối buổi hội thảo là cơ hội để khách hàng được Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hữu Điền thăm khám và tư vấn trực tiếp. Chính vì vậy, đa số khách hàng đều ở lại và chờ được gặp chuyên gia thẩm mỹ giỏi uy tín hàng đầu thủ. Mục đích của buổi hội thảo này chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng hai thông tin. Một là thông tin về việc kết hợp giữa Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Điền với Bệnh viện Đa khoa Đông Đô, một bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ các bác sĩ gây mê hồi sức cũng như là các hệ thống và trang thiết bị y tế cao cấp. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ như của chúng tôi và hưởng một cái dịch vụ về bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Đông Đô. Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn cung cấp đấy là về dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ không đau. Chúng tôi có kết hợp với Bệnh viện Đông Đô và hệ thống chuyên môn là các bác sĩ gây mê hồi sức để cung cấp cho các bạn một cái dịch vụ hoàn toàn không đau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cái đây 3 năm mình đã đi tư vấn ở rất là nhiều nơi và mình chọn, mình đem sự tin tưởng của mình ra cho Bác sĩ Điền và bây giờ cũng vậy. Và mình thấy là bác sĩ tư vấn rất là nhiệt tình, cởi mở nữa. Và mình có thể có muốn điều gì mình cần biết thì mình dễ dàng chia sẻ với bác sĩ. Nếu không thể gặp Bác sĩ Điền tại hội thảo, bạn có thể trực tiếp đến Viện Thẩm mỹ Bác sĩ Điền tại địa chỉ Bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc liên hệ qua hotline 0915 816869 0934 381010, website www.bsdien.com, fanpage facebook.com/bsdien.